Từ những tuyến đường chính nằm ngay trung tâm thành phố đến các con ngõ nhỏ, nơi nào cũng có thể trở thành điểm tập kết thu mua phế liệu. Không chỉ góp phần làm sạch môi trường, tiết kiệm nguồn tài nguyên, nghề thu mua phế liệu còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động ở các địa phương. Tuy nhiên, việc các điểm thu mua phế liệu hoạt động tự phát, không bảo đảm các điều kiện về an toàn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tám giờ sáng ngày 22 tháng 12 năm 2014, một vụ cháy đã xảy ra tại kho chứa phế liệu thuộc phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Một nữ công nhân cho biết vào thời điểm xảy ra vụ cháy, chị cùng với ba công nhân khác đang làm việc thì điện trong kho bị chập gây cháy. Sau đó lửa bắt vào các thùng hàng hóa. Mọi người hốt hoảng nhưng vẫn cố gắng khiêng một số bao hàng hóa ra ngoài. Chỉ vài phút sau, cả kho phế liệu đã chìm trong biển lửa. Sau đó lửa cháy lan theo đường dây điện khiến ba máy biến áp gắn trên cột điện bốc cháy và phát nổ rất to. Toàn bộ khu vực vụ cháy đều mất điện. Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Đồng Nai đã điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa có mặt tại hiện trường để dập lửa, không cho lây lan sang khu vực xung quanh. Sau hơn 2 giờ đồng hồ tích cực chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế, tuy nhiên toàn bộ kho phế liệu đã bị thiêu rụi. Rạng sáng ngày 24 tháng 10 năm 2014, một ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ cơ sở chứa phế liệu ở đường Ngô Chí Quốc, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Người dân đã hô hoán nhau chạy đến để tìm cách dập lửa. Tuy nhiên do cơ sở phế liệu chứa toàn những vật dụng dễ cháy, khiến ngọn lửa càng bùng lên dữ dội, bao trùm cả khu vực. Do ngọn lửa quá lớn, nhiều hộ dân xung quanh sợ cháy lan nên hốt hoảng di dời đồ đạc và tài sản ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy được huy động khẩn cấp đến hiện trường. Hàng chục xe nước cùng gần 100 chiến sĩ cứu hỏa cùng các biện pháp nghiệp vụ được triển khai. Phải sau 5 giờ đồng hồ chữa cháy, vụ hỏa hoạn mới được khống chế. Chiều ngày 18 tháng 1 năm 2014, hỏa hoạn xảy ra ở phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương, khiến 3 cơ sở thu mua phế liệu cháy rụi. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét phát ra từ cơ sở thu mua phế liệu trong khu dân cư, rồi lan sang 2 cơ sở bên cạnh. Thấy khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét, hàng trăm hộ dân hoảng hốt di rời tài sản. Hơn chục xe cứu hỏa được huy động dập lửa. Sau 1 giờ đồng hồ, vụ cháy được dập tắt. Bình ga cũ, đồ điện đã qua sử dụng, những dung môi hữu cơ nguy hiểm. Không khó để tìm được những thứ này tại các địa điểm thu mua phế liệu. Trong khi phần nhiều các vụ hỏa hoạn xảy ra là do chập điện, thì đây lại là hệ thống dây điện mà những người thu mua phế liệu đang mặc nhiên sử dụng. Với việc sắp xếp như thế này thì khi hỏa hoạn xảy ra,
việc tìm lối thoát hiểm không hề dễ dàng. Thế nhưng chủ những cơ sở này lại hết sức thờ ơ với mối nguy hiểm cận kề trước mắt. Nói chung là mình chả có gì mà hoạn cả, có gì đâu mà chỉ có sắt với nhựa vớ vẩn thôi. Hàng ngày thì mình dọn đi đây đây đấy rồi, không hiểu gì cả, không phải tránh chỗ gì cả, nó không cháy gì cả. Chỉ có gia đình đấy chuẩn bị mỗi cái bình chữa cháy thôi, để phòng vậy chứ còn cũng chưa bao giờ xảy ra những cái chuyện đó. Đối với những nơi thu mua phế liệu được cho là có đề phòng hỏa hoạn, thì chất lượng chiếc bình chữa cháy lại ở trong tình trạng như thế này. Nếu hỏa hoạn xảy ra thì không biết phải mất bao nhiêu thời gian thì người ta mới sử dụng được nó. Cái nguy hiểm khi nó xảy ra cháy nổ ở khu vực thu mua này, nó sẽ tạo ra cái nguy hiểm không đảm bảo cái môi trường cháy nổ. Nó tạo ra những cái khí cháy, rồi những cái khí độc trong quá trình sản sinh cháy. Thế rồi trong quá trình thu mua thì người ta xếp sắp vật các loại phế liệu nó không đúng chủng loại, không đúng lô đúng hàng, cho nên khi nó xảy ra cháy thì nó làm cái nguy cơ cháy lan và thậm chí có thể tạo ra một cái đám cháy rất lớn. Ở những khu đông dân cư, cháy thì dễ mà dập thì khó. Trong khi đó có hàng nghìn cơ sở kinh doanh thu mua phế liệu đang hoạt động. Nhưng ít khi được lực lượng chức năng kiểm tra, tuyên truyền. Và với những hình ảnh này thì hỏa hoạn đến hay không, có chăng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Trên thị trường cũng như là trong các cơ quan phòng cháy cháy thì người ta trang bị rất nhiều các loại phương tiện để sử dụng dập tắt đám cháy ban đầu. Thì các chị ở đây thì tôi xin giới thiệu với chị là cái phương tiện mà hiệu quả cơ bản mà người ta thường sử dụng trong cái quá trình dập tắt đám cháy ban đầu, đó là cái bình chữa cháy. Thưa chị, đây là cái loại bình chữa cháy MZ4 ABC có thể chữa cháy được tất cả các loại đám cháy rắn lỏng khí. Lâu ngày trong thời gian bảo quản thì nó có thể là bị bon cục. Khi đó thì trước khi dùng chúng ta nên có cái hành động là sóc lắc. Có thể là chúng ta sóc lắc nhiều cái dạng, nhưng mà cơ bản thì chúng ta nên cầm vào cái tay sách con bóp và tay cầm vào đáy bình. Khi đó chúng ta dồn đều lên cái trọng lượng hai cánh tay chúng ta lắc. Lắc cơ bản chứ không cần phải lắc theo nhiều, ý nó rất là nặng nhọc. Hoặc là trong quá trình di chuyển chúng ta có thể là sóc. Khi từ đám cháy thì chúng ta giật cái chốt, giật chốt để chúng ta sử dụng. Khi giật chốt này thì chúng ta có một cái lưu ý là gì? Khi đã giật chốt rồi chúng ta bóp vào cái van bóp bên trên này, thì sao? Thì khi đó lúc bột nó sẽ ra. Nên lưu ý là khi mà chúng ta đã giật chốt rồi thì chúng ta nên cầm vào cái van bên dưới, để chúng ta di chuyển cái bình. Khi tới đám cháy, cách đám cháy khoảng đến
2 đến 3 mét rưỡi thì chúng ta dùng động tác phun bình, đó là gì ạ? Tay không thuận chúng ta cầm vào cái đầu loa phun, chúng ta hướng vào đám cháy, đúng không? Còn tay thuận chúng ta bóp vào cái van, tay sách van bóp ở trên một cái phía trên này, đúng không? Chúng ta bóp, khi lưu ý là chúng ta bóp cái van bình này thì có một lưu ý là gì ạ? Đó là chúng ta phải bóp thật lực, chứ không được là bóp nhát gừng nhát được. Sử dụng nữa là gì ạ? Đó là khí số 2. Chính vì thế chúng ta không nên sử dụng, không được sử dụng bình khí đối với các loại đám cháy chất rắn. Đó là các vỉa than dưới hầm lò, các chất rắn như rắn cháy như sắt, thép. Khi đó sao ạ? Khi đó CO2 nó tác dụng với cái nhiệt độ ở những chất rắn đó, nó sẽ tạo thành khí CO và phân hủy thép thành khí oxy. Khi đó sẽ đặc biệt là nguy hiểm, có thể là gây nguy hiểm, tăng đổ thêm dầu vào lửa, có thể là gây nguy hiểm. Lực lượng phòng cháy chữa cháy khuyến cáo các cơ sở thu mua phế liệu cần nghiêm túc. Một là hệ thống điện, dây dẫn điện phải đi trong ống nhựa bảo vệ. Hai là sắp xếp hàng hóa phải đảm bảo khoảng cách an toàn. Ngoài ra nghiêm cấm không được đun nấu, thắp nhang thờ cúng, đốt vàng mã, hút thuốc trong khu vực thu mua phế liệu. Còn đối với các cơ sở thu mua phế liệu có diện tích lớn, có sự đầu tư thì nên xây cất tại một khu vực rộng, thoáng khí, tránh ở gần các cơ sở sản xuất lương thực, thực phẩm, bệnh viện, các khu dân cư đông đúc. Khi phế liệu được thu gom, phải phân loại, sắp xếp thành từng lô, mỗi lô cách nhau 1,2 mét và cách tường 0,5 mét, cách trần và cách đèn 0,5 mét. Có biện pháp bảo quản tốt đối với các loại phế liệu nguy hiểm như vỏ bình ga cũ, thùng chứa hóa chất, phế liệu chiến tranh. Kho, bãi và các điểm thu mua phải có người thường trực 24/24 giờ, được trang bị đầy đủ ánh sáng và các trang thiết bị phòng cháy phù hợp.